Em xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn xem video trên kênh ha. Thì hôm nay em có một số cái cây mai phôi, giống mai là dảo Thủ Đức ha anh chị. Cây thì mới bứng từ đất lên ha. Đó, thì giao lưu với anh chị mình. Thì em bao sóng bao ship ha anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Thì em sẽ quay mã số từng cây cho anh chị mình lựa chọn. Nếu mà được mã nào á thì anh chị gọi điện thoại cho em ha, ủng hộ em. Thì em cảm ơn rất là nhiều. Thì em xin vào cây đầu tiên ha anh chị. Rồi, đầu tiên là cây mai mã số 21B ha anh chị. Đây là cây mai mã số 21B nha. Cây này có hoành là 25, chiều cao từ đây tới đây đó là nó 75. Còn cái đường kính bầu nè, cái đường kính bầu ở dưới đây nè. Đó, đường kính bầu là 45 ha anh chị. À, cây này cây mai mã số 21B. Em giao lưu với giá là 600k ha anh chị, 600.000 đồng em bao ship ha. 600.000 đồng bao ship tới nhà cho cây mai mã số 21B nha. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 22B nha anh chị. 22B nha. Cây này lùng lực rất là đẹp nè. Đó, cái dáng nó như là búp măng vậy đó, nó dưới này nó mập, ở trên này nó ốm lại, nó dót ngọn ha. Đó, cây này có hoành là 24 ha anh chị. Hoành 24, cái chiều cao là 37 và cái đường kính bầu là 35 nha. Đó, cây chi cành rất là đẹp và đế cũng đẹp lắm nha anh chị, cái đế nè. Đó, cái đế nhìn đẹp lắm nha, duyên lắm. Cây này em giao lưu với giá là 550.000 bao ship anh chị. Cây rất là đẹp nha. 550.000 mã số 22B. Tiếp theo là cây mai mã số 23B ha anh chị. Đó. Cây này hoành 22, cao 51, đường kính bầu nó là 40 ha anh chị. Đó, chi cành thì nó đều tứ diện hết nha. Đó, chi cành đều hết. Chị về bắt cành ra ha. Bắt cành ra, lấy lại cái form rất là đẹp. Rồi cây này em giao lưu với giá là 500k, 500.000 đồng bao ship tới nhà ha. 22B. Cây cũ đế rất là đẹp nha anh chị. Rất là đẹp cái đế luôn nha. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 24B nha anh chị. 24B nha. Cây này có hoành là 26 nha anh chị. Cao 40, đường kính bầu là 38, 26 hoành ha. Rồi cây này em giao lưu với giá là 500k luôn nha anh chị. 26 hoành, cao 40, đường kính bầu là 38 nha. Chi cành rất là đều ha. Về chúng ta ghép hoặc là chúng ta mỗi cành chúng ta để hai cái tược, chúng ta tạo phôm tàn tròn ra ha. Rồi trên này tạo phôm tàn thông nhỏ nhỏ. Đó, đường kính bầu 38, về vô cái chậu 4 hoặc chậu 4 tắc rưỡi ha. Rồi cái này 500k. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 25B nha anh chị. Đó, cây chi cành rất là đều ha, chị xem ha. Đó, cành có đủ hết, về chúng ta ghép hoặc là chúng ta chơi zin nó ra tường, chúng ta bẻ cành ra ha. Đó, tạo là cái phôm tàn từ nhỏ cho nó sẽ rất là đẹp. Cây này có hoành là 26 nha anh chị, 26 hoành, cái củ nở nữa nè. Chiều cao là 73, đường kính bầu là 35. Đó, cây này em giao lưu với giá là 600.000 đồng bao ship ha. Cây giá rất là mềm luôn, rất là dễ chơi, anh chị tranh thủ thích cây nào thì alo ủng hộ em ha anh chị. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 26B nha anh chị. Đó, cây này có dáng hơi nghiêng nghiêng ha, dáng hơi nghiêng nghiêng, cái đế nè, đế nở nè. Đó, đế nở dáng hơi nghiêng. Đó, cây này có hoành là 23, cao 55, đường kính bầu nó là 40 ha anh chị. Em xây tròn cho chị xem ha. Chi cành thì nó đều, không thiếu cành nào hết nha anh chị. Đó, mặt kia rồi mặt này nè ha. Đó. Rồi cây này giá chỉ có 500k, 500.000 đồng ha anh chị, bao ship tận nhà. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 27B ha anh chị. 27B ha. Đó, cây này có hoành là 24, chiều cao từ mặt bầu cho đến đỉnh là nó là 60, đường kính bầu là 40 ha. Đó, anh chị xem cái đế cây này cũng rất là duyên ha. Đó. Đó, đế bàn tay em để vô này ha. Đó, các cộng đế rất là lực, cộng đế lực lắm ha anh chị. Rồi chi cành phía trên thì cũng có để chúng ta ghép ha, có điều các hướng anh chị. Rồi cây này em giao lưu với giá 550.000 bao ship. Anh chị xem được mã nào thì điện thoại ủng hộ em ha. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 28B ha anh chị. 28B. Cây này có hoành là 25 ha anh chị. Hoành gốc đo ở đây ha. 25 hoành, chiều cao từ mặt bầu cho đến đỉnh nó là 52 ha. đường kính bầu là cái là chiều ngang này là nó 40 ha. Đó, cây này đế cũng rất là đẹp nha. Đế em để cái tay vô anh chị hình dung này ha. Đó, hai cái tay em để dụm lại nè. Đó. Rồi cây này 28B giá 600.000 đồng bao ship ha. Cây đang bể xù luôn nè anh chị ơi. Cây này có bể xù cũng ở nách nhiều rồi đó. Đó anh chị xem ha. Rồi em lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 29B ha anh chị. Đây cây 29B nha. Đó cây này có hoành là 22, chiều cao là 62, đường kính bầu nó là 38 ha anh chị. Đó. Cây này giao lưu với giá là 400.000 đồng bao ship anh chị. Cây nhỏ nhưng mà rất là già cây nha anh chị. Cây già cây lắm. Chi cành thì đủ các hướng cho anh chị mình ghép ha. 400.000 đồng bao ship tới nhà. Tính ra cây tiền ship cây cả trăm hơn trăm rồi anh chị. Thì thôi ha. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 30B ha anh chị. Cây này cây 30B ha. Đó cái dáng nó nhìn đẹp đó anh chị. Cái đế nè, dáng nè. Đó cái củ nó nở lắm ha. Đó cái củ em để cái tay vào nè. Anh chị xem ha. Cây này hoành 23 ha. Cao 38, đường kính bầu nó là 40. Giá 500.000 đồng bao ship tới nhà nha anh chị. Đó, cây này có cái cành rất là duyên ha. Đó. Đó, chỉ có 500k bao ship tới nhà, cây rất là đẹp. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 31B nha anh chị. Cây 31B. Đó, chi cành rất là đều nha, đóng đều hết trơn luôn đó. Đó. Mỗi cành mình lấy ra hai tược ha. Là cây rất là đẹp. Cây này hoành 22, cao 63, đường kính bầu là 35. Đó, có đế như vậy nha. Giá 400.000 đồng bao ship nha anh chị. Cây chi cành rất là đều đẹp nha. Đó, chi cành rất là đẹp luôn. Cây rất là già luôn. Nhìn da là anh chị biết rồi đó. Mà cây già là cây rất mạnh. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 32B ha anh chị. Cây này chi cành rất là đẹp và dáng rất là đẹp ha anh chị, nhìn nè, dáng nè. Dáng và đế nè. Đó cái đó một mặt còn quay lại mặt sau ha. Đó. Cây này hoành 25, chiều cao 66, đường kính bầu 38 ha anh chị. Đó cái đế này ha. Đế rất đẹp. Đó. Tuy nhiên là cái cây này nó có một cái lõi lũa ở đây ha anh chị. Lũa mà nó đang kéo nè, nó đang kéo ha. Kéo thời gian nó sẽ làm lại. Đó. Cho nên là cây này để giá rất là hữu nghị cho anh chị luôn. Cây đẹp, giá 700.000 đồng bao ship ha anh chị. Đó, cây chi cành, dáng thế đồ rất là đẹp nha. Đó, đúng chuẩn cây bonsai luôn á anh chị. Đó nè, anh chị xem cái mặt tiền đó nè. Đúng chuẩn bonsai luôn. Chi cành thì đều mà dáng nó co lắc, rồi đế nó nở phía trước đó nè. Rất đẹp nha anh chị. Rồi, anh chị xem được thì alo ủng hộ em ha. Tiếp theo là cây mai mã số 33B ha anh chị. 33B. Đó, cây này cái đế nó đẹp nha anh chị. Đế nó đều tứ diện luôn nè. Nó đều các mặt nè anh chị. Đó, các mặt đều có đế. Cây này hoành 22, chiều cao là 50, đường kính bầu là 43 ha. Đó, cây đây này đang kéo nhựa rất là mạnh rồi nha. Đó, các cây nãy giờ là đều kéo nhựa mạnh rồi, tại vì em quên nói cái vụ kéo nhựa này. Nó về anh chị nếu mà kỹ nữa anh chị để một tuần nữa, 10 ngày nữa anh chị hãy trồng là nó rất là ngon. Rồi cây này giao lưu giá 600.000 đồng bao ship anh chị. 600.000 cây mã số 33B. Tiếp theo là cây mai mã số 34B ha anh chị. 34B. Cây này chi cành rất là lực nha anh chị ơi. Chi cành lực lắm, từ dưới lên trên luôn. Cái đế nó nè. Đó, cái đế nó cũng duyên dáng nha anh chị. Quái quái lắm nha. Đó mà là cây liền lạc lắm nha. Đó, cây liền lạc. Cây này hoành 25 ha anh chị. Cao 69, đường kính bầu là 40. Giá 650.000 đồng bao ship anh chị. Đó, các cành đều đủ hết trơn ha. Giờ chúng ta ghép hoặc là chúng ta chơi zin, chúng ta sửa tàn là rất đẹp. Tiếp theo là cây mai mã số 35B ha anh chị. 35B ha. Cây này có hoành là 21, cao 68 và đường kính bầu là 40 ha. Đó, và được cái cây này đế rất là khủng anh chị. Đế quái mà nó nhiều, nó bự á anh chị. Đó. trồng nó nổi đế lên đẹp á. Cây này là em giao lưu với giá là 600.000 đồng bao ship ha, 35B, chia cành đều gan luôn, có đế đẹp luôn, chỉ có 600.000 đồng thôi. Đó. Anh chị tranh thủ sưu tập về ha. Giờ chúng ta ghép hoặc chúng ta chơi zin đều đẹp, bông đẹp lắm anh chị. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 36B ha anh chị. Cây này chia cành rất là đều đẹp luôn nè anh chị ơi. Đó. Cây này có hoành là 23 ha, hoành gốc cao 58, đường kính bầu là 40. Giá 500.000 đồng bao ship anh chị. Đó, cây này chia cành này về chúng ta ghép hoặc là chúng ta sửa tàn zin là quá nhanh chơi luôn anh chị. Nó đủ hết các hướng hết trơn, không có thiếu hướng nào hết. Tiếp theo là cây mai mã số 37B ha anh chị. Đó, cây này cái đế đẹp lắm anh chị, đây anh chị xem cái đế nè. Đó, cái đế ha. Đó, cây này hoành 25 ha, chiều cao là 65, đường kính bầu là 40, giá 500.000 đồng bao ship anh chị. Cây thì rất là già, cây rất là mạnh nè. Cưng quay cái mặt cắt cho anh chị xem là biết cái cây già hay không liền nè. Đó, nhìn cái mặt cắt ha anh chị. Đó, nhìn cái da nó dày cộm hết trơn nè. Đó, chứ không phải như các cái loại mai công nghiệp mà da mỏng lét nó yếu. Này da rất là dày, cây nào cũng vậy hết. Đó, da dày cộm hết trơn. Cây rất là già, rất là mạnh nha anh chị. Đó. Rồi, cây này 500k. Tiếp theo là cây mai mã số 38B ha anh chị. 38B nè. Cây chia cành nè anh chị. Chia cành này thì quá đẹp rồi. Đó, cái đế nè anh chị xem tới cái đế ha. Đó, cái đế nè. Một hướng nó ra hai cọng lớn. Đó, mà nó ra ba hướng như nè. Rất là đều đẹp luôn. Đó, cây này hoành là 22, cao 60, đường kính bầu là 45. Giá 600.000 đồng bao ship nha anh chị. Cây nào cũng đang rất là mạnh nè. Rồi em xin lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 39B anh chị. 39B nha. Cây này hoành 23, cao 48, đường kính bầu là 37 nha. Giá 450 bao ship tới nha. Đó anh chị xem ha. Cái dáng cây này cũng rất là duyên nha. Đó, cái đế nè. Đó, cái đế ha. Lên chia cành ha. Đó, vót ngọn. 450.000 cho cây mã số 39B nha anh chị. Rồi em lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mai mã số 40B nha anh chị. 40B. Đó, cây này hoành 26 anh chị. 26 hoành. Cao 47, đường kính bầu là 38. Đế nở nè ha. Đế nở nha anh chị. Đó. Chia cành ha. Chia cành này chơi bonsai đẹp. Rồi cây này giá 500.000 đồng bao ship tới nhà. Tiếp theo là cây mai mã số 41B ha anh chị. 41B. Cây này đế khá đế lắm nha. Đó. Cây này hoành là 24 ha. Chiều cao là 48. Đường kính bầu là 43. Đó, cây này được cái đế rất là nhiều nha anh chị. Đó, các hướng luôn ha. Rồi cây này giá 550.000 bao ship tới nhà nha anh chị. Đó, chia cành ha. Lợp đều ra hết, làm cái phom tàn thông ha. Rồi và đây cũng là cái cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì anh chị thấy ưng ý cái mã nào thì alo số điện thoại em để trên màn hình ha, 0939300282. Đó cũng là cái số Zalo của em luôn. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị mình trong cái video tiếp theo nha.